Bệnh viện Việt Đức thành phố Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 40 tuổi ở Nam Định nhập viện với thanh xà beng dài gần 1 mét đâm vào vùng cổ. Trước đó thì bệnh nhân bị giáp chân ngã vào thanh xà beng và bị đâm trúng. Bệnh nhân được các bác sĩ cầm máu, xử lý các tổn thương như gãy xương hàm dưới và vết thương nền cổ. Theo bác sĩ Ngô Hải Sơn, khoa phẫu thuật hàm mặt, tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Việt Đức, Bệnh nhân may mắn vì chỉ thêm 1 cm nữa là thanh sắt sẽ cắt vào động mạch tĩnh mạch cảnh ở vùng cổ, nguy cơ mất máu, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, có thể sinh hoạt, ăn uống bình thường. Các bác sĩ khuyến cáo là đối với trường hợp bị giật nhọn đâm vào cơ thể, đặc biệt là nghi ngờ đâm vào các mạch máu lớn, không được tự ý rút dị vật ra mà cần phải nhanh chóng đưa nạn nhân đến ngay bệnh viện. Khi sơ cứu cấp cứu thì người thực hiện cần băng cố định dị vật bằng băng thun giải. Cách làm này nhằm tránh giật nhọn xê dịch gây tổn thương nặng và chảy máu nhiều hơn cho bệnh nhân.